không sai được nữa rồi. Đấy, thế như thế này. Tin nhắn rồi, hóa nhắn rồi. Nó nói luôn cả, nó nhắn, nó chửi lên, nó bổ. Cái đợt ấy nếu như biết trước thì nó lấy cả sổ của tôi. Nhưng mà nó với lại nó là hồi đó là quen nhau như thế nào? Quen nhau trên mặt. À, quen nhau trên mặt. Rồi cái nó vô lý mụn về đâu? Về Hà Nội hả? Về Hà Nội, về cái năm 54 rồi. Về Đông Anh, chỗ Trung Cư. Đấy, phòng 54 rồi. Một chương ở bến thì dân bến người ta giết đẩy, kể ra bảo vệ. Sang ấy nó bổ bác lại sang. Rồi chú cũng ở với nó luôn. Bữa thì tôi sẽ dẫn cái sang, bữa thì nó dỗi nó về. Nó có đến chỗ nhà chú không? Đến nhiều lần, cái ngủ đấy. Ngủ thứ bảy nó nghỉ là về, nó nghỉ xong là có hôm sáng thứ hai nó mới đi. Con nó gần về, con Nhung ấy. Con gái nói gì? Sau khi hộp hoặc cái con gái nó về, nó nói hết từ cái này thì bác biết trước rồi. Tốt nhất là con nên bỏ mẹ con là quay đầu. Coi là có cái gì làm mẹ cuộc đời. Chứ không có cái video nó chậm tâm, nó nhìn chồng thỏ nó. Xong rồi đó, hai mẹ con nó cũng đang cãi nhau. Con nó đang ở phòng ấy, cùng nó nói nó bị đi ở phòng kia. Đúng rồi, đứa nào con gái gì? Con gái đuổi đi ở phòng riêng, thế xong là đưa người về ở. À, cùng cái thời điểm nào quen bao nhiêu người, quen mấy người này? Đầu tiên sau khi, tức là chú quen với hắn là sau khi cái ông Thăng Long. Dạ. Thì chính con Nhung thì nó kể chuyện là nếu như không trả tiền ông ấy thì ông sẽ cho người xử. Dạ. Nên là phải bán vàng và các thứ đi để trả ông ấy. À. Rồi vì ông ở gần mà. Khi mà chú mà phát hiện ông Thảo là thì không, trong khi đó thì nó lại đang quen với thằng Định rồi. Dạ. À, Định xây dựng dựng ấy. À, thì con Nhung nó bảo cháu thì tưởng là chú chỉ là đi lại chị em thôi, chứ không ngờ chú đi xấu hơn thế. Bởi vì lúc mình phát hiện ra thôn tôi mang tiền sang đưa cho hắn đấy nhá. Thì con Nhung nó biết. Nó đi từ chập tối đến 10 giờ đêm mới về. Thế sau khi nó cầm cái sổ về nó trả tôi, nó bảo cái sổ này bây giờ hay là anh cứ cầm về để ký ngân hàng bên ấy, lấy thêm độ 50 nữa thôi là đủ tiền em đăng ký rồi. Đấy. Thế là nó đưa sổ tôi, thế nhưng sau khi đó sổ đỏ hả chú? Sổ đỏ mới sổ hộ khẩu. Sổ đỏ sổ hộ khẩu của nhà chú. Ừ. À. Tôi chưa có, tôi mang ra mà. Thế xong rồi tôi nghĩ là chắc nó sẽ bàn với thằng Định và thằng Định sẽ tư vấn cho nó là bây giờ nếu như ra vay ngân hàng ông đứng lên cũng phải có ông thì mới ký vay được. Mà có ký cho xã hội đen thì cũng phải ông ấy thì nó mới nhận. Thế nên là đành phải quay mang trả mình. Thế là từ cái đợt đấy là thôi ấy. Không đâu, chúng ta không hỏi cái này. Không, bây giờ cũng được này là cũng không. Sau thời gian đó nhá, bởi vì nó lock out mình cái mình mới đưa lên mạng liên tục. Nha. Xong tôi viết đơn lên gửi cơ quan, gửi công ty Canon ấy. Thì đến ngày, cách một ngày nữa nó lại điện về, nó chửi lên, nó bảo như thằng già mày ngu lắm, ăn không ăn để cho người khác ăn, đem đơn của mày ta chụp cho mày xem, đưa lên cho xem. Không được nhá. Đâu? Ở thằng sau ạ. À, con Hoa. Con Hoa. Hoa nói với chú này nhá. À, khi lấy tiền rồi ấy. À, khi lấy tiền rồi. Chú ấy lấy xong cái thì bắt đầu là nó đã bỏ rồi, bắt đầu tôi mới làm đơn mà. Thì nhá. Tôi làm đơn thì còn làm là tung lên mạng, vì tung lên mạng nên là bà ấy bà mới biết. Chú có tung lên Facebook rồi đúng không? Ừ, lên nhiều lắm, lên mấy tháng liền. Dạ. Sau bà số tiền là 70 triệu luôn. Bà ấy bà mới nói bà ấy kết bạn là bỏ thôi anh ạ, tiền thì là ngã mất rồi. Các cụ nói là có tiền cho gái có đòi được đâu. Thế nhưng nếu như trường hợp cho gái thì anh nó khác. Anh là đi lấy vợ, thế nhưng không may lấy phải cái của đồng ấy thôi, cũng đành chịu đi thôi. Ừ. Chú cho nó hỏi cái đầu tiên cái câu chuyện mà chú quen cái cô Phạm Nhoa này là từ năm mấy? Đấy, từ năm 19 á. 19 tháng mấy chú nhớ? Tháng 3. Tháng 3 2019, đúng không ạ? Là trong cái thời điểm này mà chú quen 3-4 người, à là cô Hoa là quen mấy người? Quen thì lúc giờ nó quen Định trước thôi mà. À, là quen Định trước xong mới đến Nhật Cùng Định là cùng thời với lại cái ông Thăng Long. À. Thế còn khi bỏ ông Thăng Long cái thì Định lại cùng thời với lại một ông Nghệ Tĩnh nữa. À, ông Nghệ Tĩnh gần mất 30 triệu rồi. Mà đến lúc mẹ ông ốm nhá. Đây là tôi nghe con Nhung con gái nó kể lại thôi. Hôm nó về nhà tôi nó kể lại. Là hôm mẹ nó ốm mà điện sang bảo nó như thế là gửi
cho nó mấy triệu để đưa mẹ đi viện. Nó bỏ lên nó chửi thẳng luôn. Thì năm đâu ra mà có. Mà ngay như trường hợp tôi thế nhá. Đến tháng 6 thì rủ bố tôi thì mới hỏi nó liệu có về không. Không về gửi cho anh mấy triệu để anh về rủ bố. Nó bảo ông điên này. Tiền đâu thì gửi cho ông. Thế chú một nhát một là chú đưa cho cô ta 70 triệu liền hay sao? Một lần mang sang đưa 50 triệu, yeah. Một lần 20 triệu là nó về, yeah. Để nhà, lấy tại nhà. Nhưng mục đích chính là cô Hoa lại lấy tiền của chú để làm gì chú có biết không? Mua xe, lấy tiền xong rồi tôi mới lấy được xe chứ không biết làm sao mà lấy được xe. Yeah. Vậy là cái xe mà đầu tiên mua là tiền của chú? Tiền của tôi, mới tiền không biết nó lừa ai nữa nhưng tiền của tôi là 70 triệu. Yeah. Hôm bữa cô ấy còn lừa chú là lý do vì sao mà mua xe nữa đúng không? Chú chia sẻ luôn đi. Trời. Cô bảo là cô có gì đấy. Bởi vì này, đây là tôi mới đưa tiền cho nó này, mình cũng là thằng đúng điên. Đúng rồi, cả. Phải nói từ đầu đến cuối. Khi mà hắn về với tôi, sau cái đó thì hắn mới sang là hắn bảo là anh ơi, mình có bầu rồi. Đó. Ừ. Đó. Cao thủ nhá. Không từ từ. Xong đến hai hơn 2 tuần sau thì bắt đầu là đang đêm nhá, nó điện với tôi. Thì lúc giờ nó đang ở công ty nhá. Nó bảo anh ơi làm sao em chóng mặt quá. Thế bảo thế thì xem là xin nghỉ đi xem nào. Thế độ khoảng tầm hơn tiếng sau nó ba về nó bảo anh ơi cái thai nó tụt ra rồi. Ồ, lại tụt thai rồi. Em nhờ bên bạn nó mang đi nó bỏ rồi. À lấy thai luôn à? Ừ, lại tụt ra. Đấy. Như thế mới đau chứ. Nhưng mà theo cháu được biết đến giờ phút này cháu được biết là cái cô Hoa này không sinh con được. Thì bây giờ mình mới biết chứ còn lúc bây giờ nhé. Nói thật ra mà nói là mình dở ra là mình đã biết rồi. Ngực trái nó có bông hồng to lắm à. Con này cũng giang hồ rồi. Sao không biết? Bởi vì tôi đưa tiền cho nó là nó nói cũng rất khôn mà mình nghe cũng hợp lý. Anh ơi em có bầu rồi anh đưa tiền để em lấy xe thôi à. Để mẹ con em đi làm nó đỡ nắng mưa. Mình nghe nó cũng hợp lý thôi nghe đó. Vậy là thỉnh thoảng chủ nhật nghỉ em về thì nó đỡ vất vả. Vậy là bây giờ thế này. Mục đích chính của cô ta là cô ta đang lừa đảo chú là lấy tiền của chú để giả bộ có bầu để mua xe ô tô. Có bầu rồi nó mới nói chuyện đó. Tiền đó. Đấy là mục đích chính của cô ta như vậy. Xong rồi khi đó cái mình đưa tiền xong cái nó bổ thôi về thu xếp xem bán vườn đi xong là sang lấy nó xin để làm bảo vệ. Thế nói thẳng luôn đó. Em tưởng anh ngu buồn. Anh đang thoải mái như con chim ngoài trời được giúp vào trong lồng. Anh ăn chơi chả ai không. Ví dụ chú bán nhà bán đất đi để lên làm bảo vệ đó. Nếu như bán đi cho nó nữa thì không. Nếu như mà con nó đi sâu thời gian nữa theo tôi chắc cũng thì cũng xong cuộc đời luôn. Không bán chỗ ấy thì cũng bán mảnh đất. Rồi, cũng là đứng đường luôn. Nhá. Thì tôi còn là mảnh đất khác nữa. Thì bây giờ khả năng là chú không làm bảo vệ đấy thì cũng phải đi làm bảo vệ chỗ khác thật rồi. Hết công ăn việc làm rồi. Đó. Nhưng mà theo như được đến giờ phút này chú nhìn cô ta thuộc dạng con người con đi lừa đảo con giỏi không? Con này thì nó nói với các anh rồi, nó giỏi lắm đấy chứ không dạng vừa đâu nhá. Bởi vì tôi làm nghề bao nhiêu năm, thế nên tôi phát hiện ra, đến khi phát hiện ra thì mình đã muộn rồi. Bởi vì thực tế là mình không phải dạng ăn chơi mà muốn lấy người ta về làm vợ thật chứ còn không. Ăn chơi thì nói chuyện thì ai mà đi chơi gái mất thằng 50 triệu một lúc, 20 triệu một lúc. Thế ra là tụi con rất đồng cảm với chú, muốn chú phanh phui ra và cùng mà hỗ trợ với tụi con. Tôi cay lắm, tôi cay con này lắm mà trên điện thoại cũng nhắn cho nói là riêng anh không bao giờ biết tha. Nhá. Bằng mọi giá cuộc đời còn anh sẽ làm cho em biết. Chú trước khi đến đây là nhắn trên điện thoại, nhắn chửi nhau trên điện thoại này. Trước khi đến với cô Hoa là chú có vợ rồi không? Chú vợ chú mất rồi chú. Đâu ly dị 7 tháng 5 nay rồi. Đâu rồi mới đến với cô Hoa. Tôi là bây giờ chưa pháp luật công nhận là độc thân 7 tháng rồi. Mục đích chính là chú quen với cô Phạm Thanh Hoa này để mục đích chính là để lấy làm vợ. Trên mạng là nó biết tôi, bởi vì sao nó vào mạng nó xem trang cá nhân của tôi là nó biết. Nha, bắt đầu nó mới liên hệ kết nối mình làm bạn. Thì sau khi bắt đầu tìm hiểu nhau thì đến tháng 3 là bắt đầu trực tiếp là gặp nhau đấy. Còn trước là chỉ có trên mạng không thôi. Nhưng mà đến giờ phút này vẫn còn rất nhiều người vẫn đang tin tưởng cô ta. Vẫn nói là cô ta là một cái cô gọi là cô tiên. Đầu tiên nhắn con cái đợt tôi lên mạng nhá, nó chỉ tôi quá thể luôn rồi. Mà mấy con mình biết chứ không nhá. Mấy con ở chợ giờ buôn như Kim Trung đấy. Nhưng mấy chắc có quyền biết thì với cô Hoa cùng hội mấy bọn nó mà. Chú hôm bữa chú bảo là cái buổi tối hôm bữa chú ở Hà Nội á. Xong rồi cô Hoa đi đâu về á, thì hôm đó chú mới phát hiện ra đó. Đấy hôm chú kể lại hôm đó đi.
Là hôm đó chú như thế nào? Cầm đi. Hả? Hôm đó là chú đang ở chung cư nhà A6. Đang ở đấy còn gì nữa. Thì cô ấy đi với ai làm gì? Ai mà biết nó đi à, xuống lấy xe nó đi. Thế là mình cứ chán quá lên sân thượng ấy. Sân thượng ở chung cư A6. Chán quá bọn đấy. Thế mà tôi nói là hầu như tối cũng hay mỏi đấy chơi để nhìn thành phố. Vậy là chú quen với cô Phạm Thanh Hoa này sống chung gần 2 năm ở đó. Cũng là lâu đấy chứ không phải ít đâu. Cũng lâu rồi, ăn ngủ ở đây luôn, chú là thường thôi thì sang với bảo vệ nó biết, nó chả có sợ đâu. Nhẽ ra vào đây ăn nghỉ đấy, nó bị giấy tờ nhưng mà nó thừa biết mình. Mấy hai đứa con này nó cũng gớm nhưng mà bảo vệ nó cũng kia. Bảo vệ sợ? Không thích dân. Thế đúng rồi. Sau người ta mới nói, cái bà bán ốc và nước mía đấy nhá, bà nói với tôi thì lúc giờ mình nghi ngờ là không phải con này là con Thủy cơ. Chứ không biết là con này. Vì người ta nói là ở cái phòng có một đứa lừa tiền đã cãi nhau rồi. Thì trước đây nó ở với con Thủy cùng chung với hai đứa mà. Con Thủy đây làm bảo vệ, thế rồi sau đó là tan rã nhau và con Thủy đi khổ hồ. Người cùng quê chứ không biết hả? Vậy là cô này trong thời gian quen chú là không phải một mình chú mà có phải một mình thì đâu, sao biết biết chứ. Nếu là một mình thì nó biết rồi. Đấy, coi như là mình bị lừa, chứ đây là không phải tình yêu tình chiếc gì cả. Đấy, yêu đương thì mình thì như nếu như là yêu thật nhé thì con nó bỏ bây giờ nhé, mẹ về ở với bác ấy làm trang trại đi. Thì nó đã bỏ công nhân nó về. Thế nhưng nó hứa với tôi nó bỏ khi nhá, làm thêm một năm nữa cho đủ tiền bảo hiểm đấy. Để lấy số bảo hiểm ra. Đấy thì lúc giờ ấy, nó lấy cái tiền tức là nghỉ đẻ đấy. Vì được nghỉ 6 tháng mà. Thì đẻ. Làm thêm mấy tháng đấy thôi là được nghỉ đẻ 6 nghỉ. Tháng nữa là vừa. Nghỉ đẻ bầu giả lại bầu giống như cái cô U62 ở Cao Bằng ấy. Tôi nghĩ mà bây giờ thật bầu mấy năm thì đẻ. Nó bực. Bận đồ đi rồi đó. Chứ còn nói cái chuyện thẹn thì không phải là cái thẹn đi cái chuyện đó. Đúng rồi. Nói ngay kể cả cô anh cũng bảo là anh chả có gì thiện xã hội bởi vì anh là người tự do, anh có quyền đi tìm vợ, đấy là cái chuyện bình thường. Nhưng anh không tỉnh nên tìm phải cái loại cái học đại học mỏ ra nên là chết thôi. Đại học mỏ. Chú sinh năm 1959 phải không chú? 59. Chú ở Hòa Bình đúng không? Tôi quê Hà Nam, thế nhưng mà khi đúng vợ chồng nó trục trặc thì tôi mới lên Hòa Bình để ở. Ở được 4 năm sau khi đó thì vợ con nó mới lên. Nên thì khi các cháu có xây dựng gia đình hết rồi thì bắt đầu là vợ nó làm đơn lên tòa. Nó ly dị thì lên từ ký luôn, thế là xong. Sao cái thời điểm đó chú không làm đơn, chú tố cáo lên công an để tố cáo cái bộ mặt của chú? Trời ơi, nếu thế thì còn nói chuyện gì. Nếu làm đơn công an thà rằng mất thêm 10 triệu nữa thì chó nó đập cho nó bến luôn, đi khỏi với công an công hồ gì. Muốn cho nó quay lại để cho nó quay đầu thì mình phải cảnh giác cảnh báo cho bên công ty để công ty người ta giáo dục nó, có nghĩa là bây giờ người ta phát hiện chị như thế này thì chị phải như thế nào đi. Thế nhưng đã tống tiền cho cái bọn kia nó lấy luôn được cái đơn mình ra. Hôm đó chú có gửi một đơn xuống công ty Canon đúng không? Phúc ơi, Phúc tiền nó lấy đơn là luôn. Phúc thế mới giỏi thì nói là công nhận. Thế là trước là chú lột đơn trong công ty rồi để gửi, tôi gửi theo đường bưu điện luôn. Ồ. Phải nói là nó giỏi lắm, nhưng mà đơn giản đâu. Sẵn sàng có thể như mình ngồi với nhau này, nó nói trắng thì đen luôn. Những cái không có thể nó nói được mình. Mà mặt nó tỉnh, có nghĩa là gần như như ngoài này gọi là cất chỗ hù. Không nghĩ lợi gì cả. Bây giờ là chú vẫn nắm bắt một số bằng chứng từ gọi như là phiết thước phim ở trong điện thoại chú đúng không? Để làm bằng chứng để gọi như là có thể tố cáo được cô này. Mà nó biết nhé là xóa hết rồi, không còn tí gì đâu. Nhưng mà cô ta chứ không biết được xóa. Không biết. Mà trong cái điện thoại chú có những đoạn phim nóng hay là chú quay hay là cô ấy quay? Trực tiếp nó quay chứ mà tôi quay. Quay làm cái gì? Đúng rồi. Thích gì mà quay? Trực tiếp là phạm. Chẳng qua nó muốn nổi tiếng thì nó quay vậy. Kể cả những cái đoạn tin nhắn đe dọa chú này kia cũng có trong tin nhắn hết đúng không? Tin nhắn có cái dãy tin nhắn ở bên Zalo này. Nhưng mà tin nhắn này con trai này. Ôi con mình già nhắn lần tàu. Con này trước đây quen tôi tên nickname của nó là Nữ Hoàng Tự Do. Facebook. Nữ Thần Tự Do. Facebook hả? Facebook. Bây giờ là Nữ Thần chuẩn bị vào cùng. Cái này, tin nhắn có một dài hàng cây số. Rồi, mấy cái đó để lưu lại sau. Rồi, cái này tí chú gửi hết cho con. Gửi giờ gửi kiểu gì? Gửi chú chắc chú gửi nhắn 100 con cho con này đâu. Dài lắm, từ 20 tháng 7. Rồi, tí con gửi nha, tí con chuyển nha. Mà ngày xưa chú quen cái cô Phạm là qua cái phương tiện truyền thông như thế nào? Ai giới thiệu hay sao?
thì đã bảo là mình vào Facebook ngày này thì người ta nhìn thấy, người ta cứ đi lần tìm chứ nó vào trang cá nhân của mình nó biết nhá. Thì hôm nay có thể mới kết nối lại mình chú. Hôm nay thì nói chung anh em tụi con cùng với gia đình chú Phú là ba của Phạm Phú Thọ ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Trang cá nhân của tôi chỉ ghi rõ như này chú ạ. Dạ dạ dạ. Đây ảnh của nó nè. Dạ được rồi chú. Chú thì anh em tụi con với lại gia đình rồi chú. Chắc là ảnh này ảnh của cô Ánh này. Dạ dạ. Dạ gia đình của chú Phú và con trai chú Phú và em của chú Phú và anh em tụi con từ trong Bà Rịa Vũng Tàu ra đây, mục đích chính là ra gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng ở tại khu vực địa phương cô Hoa sinh sống. Và nhân đây thì chú cũng làm một cái bằng chứng, hiện nay cũng rất nhiều thông tin bằng chứng cụ thể để mục đích chính là đưa cho cô Hoa này để giao nộp cho công an và trình báo công an, để mục đích chính là cho cô Hoa tới đây công an sẽ phải xử lý bằng mọi giá, phải chịu cho cô ta chịu trước pháp luật đó. Thì ý chú ấy như này, hôm nay là chú hợp tác với lại tất cả mọi người trong gia đình của chú Phú với anh em tụi con đúng không ạ? Dạ. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều. Chú khẳng định những lời nói của chú là chính xác 100% đúng không chú? Cái đó là chuẩn xác chứ không chuẩn xác làm sao cái vẫn dám vác mặt đi mà dám hứa với vợ chồng không trong kia. Cái này có hình ảnh đầy đủ cụ thể rồi. Dạ. Đó, thế thì yên tâm là như vậy. Tôi nói là nói về chuẩn bởi vì dù sao nữa nhé, thực tế là nói tôi cũng làm việc ở xã mười mấy năm nhé, sau khi về. Tôi làm tại xã Nghĩa Hòa Bình. Và thẻ tôi vẫn còn nên tôi nghĩ thì là 2003. Chú làm gì trong xã đó chú? Công an. Dạ. Nói chung là chú cũng chỉ muốn đi tìm một hạnh phúc thật sự. Nhưng mà không may xảy ra. Vẫn bị lừa, con này cũng lừa rồi. Lừa công an này. Thế cho nên Thọ thì làm sao không bị lừa, mấy ông thầu xây dựng sao không lừa nó. Nó lừa, quen rồi. Bác yên tâm một điều rằng là đến ngành như thế này mà còn loại như Thọ đã là cái đi lính như sao chứ. Có đi lính chứ hả? Đi lính bộ đội. Khi về bắt đầu mới lên đi làm từ 98 đến 2013 tôi mới nghỉ. Công an là còn Lạc Sơn à? Đấy. Ê, đây là con là mình có mình cũng được am hiểu đấy. Trời, mỗi một năm đi học mấy lần nữa. Còn sẽ làm dụ thêm mấy lần nữa. Mà vẫn bị lừa. Bây giờ con nhà bác bị lừa. Công an sẽ giấy chứng nhận công an sẽ. Còn có trợ cấp gì của nhà nước không? Nghĩ mình đang làm là chán rồi thì nghỉ thôi, đã làm hết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc này, giấy chứng nhận là công an xã. Đó. Đây là công an xã thật nha, các bạn nha. Đây là nhận chứng sống là ai làm giả cái này. Chú công tác ở đó bao nhiêu năm? Công tác ở công an xã bao nhiêu năm? Từ năm 98 cho đến 2013. Ồ, cũng lâu á. 98, 5 năm, 6 năm. Chú là họ... Ông mười mấy năm. Chú là Phạm Phạm gì ạ? 98, 2013 mà. Chú, cho con hỏi chú là Phạm Phạm gì? Phạm Bá Mạnh. Phạm Bá Mạnh ha. Ân Nghĩa, Lạc Sơn này, Lạc Sơn. Chú đây là phải nói là một nạn nhân của cô Hoa chứ không phải là bằng chứng hay nhân chứng gì nữa. Đây là một nạn nhân đang đứng là tố cáo của cô Hoa này. Rõ ràng những cái hành vi và hành động của cô ấy là lừa đảo, có những cái bằng chứng rõ ràng. Mà lừa đảo không phải một người, mà lừa đảo rất nhiều người. Nên giờ này những cái fan mù, fan u mà là không hiểu biết, thiếu hiểu biết, giờ này vẫn còn tin lời cô Hoa, vẫn còn lên tính lên đài truyền hình ở đâu để đăng tải này mà mình không biết nữa. Đấy. Rồi rồi, cái đó thì cứ từ từ. Rồi họ sẽ biết được là họ sai lầm như thế nào. Đấy, đây là cái bằng chứng thật, đây là 100%. Bữa nay là anh em sẽ cung cấp lên cho công an hết để giải quyết cái vấn đề của công an nha cả nhà. Chú ơi, cho con hỏi chú đi, từ nhà mà chú là hiện nay chú đang sống Hòa Bình phải không ạ? Đúng rồi. Từ Hòa Bình về đây chú có biết là bao nhiêu cây số chú biết không? Nếu về đến đây như 150 cây. 150 cây, cũng xa đấy. Chạy xe vào đó anh nó 3 tiếng rưỡi. Hơn thành phố từ đây. Chú lại thức đêm từ lúc 3 giờ sáng. Về chắc là về hơn 300. Giờ là 6 rưỡi sáng, chú mới đến có mặt ở đây. Trong câu chuyện này con rất hy vọng là được công an ở đây, địa phương đây người ta sẽ thủ lý hồ sơ và thủ lý tất cả giấy tờ thủ tục để liên quan để làm việc với Phạm Thanh Hoa. Mong cho Phạm Thanh Hoa sao sớm trong một ngày gần nhất. Gia đình gọi lên công an để cơ quan sẵn sàng xử lý. Thật sự là những tên tôi sẽ đứng dậy thì mong nó cứ bỏ những cái trò ấy đi để kiếm được ai mà về mà giờ dẫn mà ở chứ nó hoàn lương bình thường nhưng nó không thể bỏ được. Mẹ thì nói xấu con nói xấu mẹ, chị nói xấu giờ giờ ý định của chú là chú muốn xử lý cơ quan như thế nào? Muốn bây giờ thì đã như thế này dẫn sâu rồi, dẫn sâu tội lỗi thì cứ pháp luật cứ làm nào làm mình can thiệp gì được cái không tha thứ này rồi đấy đúng không? Dạ. Mà nếu như tha thứ thì sẽ có người còn ngu hơn mình nữa. Gọi là một bài học cảnh giác. Vậy là chú đi tiếng mấy giờ vậy chú? Sáng nay 3 giờ đấy, đang gọi thì đang mặc quần áo.
thì cũng rất là may. Chú đi xe này là đấy à? Có cơ hội gặp được chú. Xe taxi à? Xe taxi hả? Mà sáng bây giờ 7 giờ vậy là chú chạy có rất là nhiều người đứng lên để tố cáo cô ấy, nhưng mà qua điện thoại mà cô ấy cũng đã đe dọa mà người ta còn phải bắt buộc quay lại xin lỗi cô ấy đó, chú thấy kìa. Chị ông bảo vệ đó. Nó còn dọa nó thiện thôi nhá. Thế à, đợt ấy ở trên máy lên điện nó bảo nhá, mày thích cái thiện mày thế còn cần thiết nữa ta sẽ tìm đến chỗ con này, địa chỉ con này để xem là con mày công tác làm việc liệu có ổn không. À, mình phá đó. Tôi đến như thế. À, Phạm Thanh Hoa đang dọa mày thiện ai? Với chứ mình kiểu thôi. Mà tôi bảo ta đố mày dám bắt mặt đến cái cổng trường của nó đấy nhá. Ta sợ mày đến đấy thì nó sẽ bị lấy người ta làm đe kiện ngược người ta. Thích vụ đánh ghen đợt trước nó cũng lại đánh ngược lại luôn. Ôi giời, nó dọa tôi nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi bảo đấy sợ mất. Nhưng chỉ vì nhá, cuối cùng là chỉ vì bà Ánh này, bà ấy động viên mà bảo thưa anh cứ coi như mình đi bố thí làm từ thiện. Mà từ thiện này là không đúng chỗ thôi. Thế thì mày cũng bảo từ thiện nó phải đúng chỗ, từ thiện nó phải có tên. Đi từ thiện mất phút. Hiện, là, hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình cũng có một số kênh YouTube rất nhỏ, có thể là cũng thiếu hiểu biết, đang về phe cô ta, là bênh vực cho cô ta, nó là cô ta một cô tiên đời thường. Theo như chú có nghĩ là cái cô này có cái tấm lòng Bồ Tát tốt đến mức độ như vậy mà? Tốt, chắc hơn phân Bắc một tí. À, tốt hơn phân Bắc. À, rồi, con cảm ơn chú rất nhiều, trả lời một câu rất thẳng thắn. Vì vậy nên là hôm nay chú cũng tới thì nó thật là nếu không có bằng chứng cụ thể thì rất nhiều người người ta đang bảo tụi con là không bằng chứng, tụi con là chỉ có lá miệng thôi. Còn người ta làm gì nó phải chuẩn xác. Dạ, thì đúng thì sai, sai có thì nó có mà không thì không, để cho người ta còn biết hướng. Dạ. Chứ mình nói sai lệch đi thì đem nó thành ra cái chiều hướng khác. Dạ. Để cho mọi người nó khó làm. Dạ. Nhá. Dạ. Mình nói có là có. Chú là công an mà nó còn lừa thế là quá rồi rồi. Nó sợ một ai. Cao thủ mà. Tôi được cài trước từ ngày thế nhưng mà anh bà nói được thì cuối cùng là mình mới có 2 năm 3 năm chứ nhỉ, 2019 tới nay luôn á. Đi điện lại 2 năm chứ mấy. Mà bây giờ điện cho nó nhá, hoàn toàn là mấy bạn chứ không nghe. À. Mà nhắn tin trên Zalo là nó bảo hiện nay không nhận tin nhắn thì nó chặn chặn rồi. Chặn rồi. Thế nhưng mà bật máy con lại điện thì hai số nó đều không nghe. Đúng chung nhưng không nghe. Chỉ có là không số mấy bạn luôn. À. Vậy là cũng chặn tú luôn rồi, nếu bật là chặn rồi. Chặn luôn. Mới chặn. Chặn mới bật. Bây giờ lát nữa khả năng không, vẫn có tín hiệu mà, vẫn tín hiệu kêu. Vẫn có đổ chuông. Vẫn đổ chuông. Đổ chuông tí cái là nó nổi. Mới chặn rồi. Cái điện cái thì tiếp ngay. Mới chặn rồi. Không. Thôi đường điện. Hôm nay đường điện đã thúc, đường điện. Không điện nữa. Không điện. Bây giờ chúng ta sẽ đi một cái phương án tiếp theo. Thì bây giờ là tạm ngừng cái video này đi. Okay. Đó là ok, đây là một nhân chứng sống và là một nạn nhân của cô Hoa đã đứng lên rõ ràng nha cả nhà. Không phải là dùng tiếng hay là ghép cái gì mà chúng tôi đã gặp trực tiếp chú ở ngay nơi đất Thọ Thanh Hóa rồi. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa chú lên công an để làm tiếp những cái phương án tiếp theo theo quy định của pháp luật nha cả nhà. Đó, bây giờ tạm thời chia tay cả nhà cái clip này. Rồi còn rất là nhiều những cái tình tiết hấp dẫn và hay ho hơn về cô Hoa phía sau nữa. Thì gửi cho tất cả mọi người nha. Đây là bản chứng sống của mình đó, theo dõi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chú Mạnh là nhân chứng sống tại Hòa Bình, thì hôm nay đã liên hệ với gia đình nhà chú Phú cùng hợp tác để đưa cái sự thật